thanh lý điện thoại giá chỉ từ 2 triệu thôi mọi người. Và cái máy này em bán rẻ hơn máy mới đến tận 13 triệu. Nhưng mà máy là không khác gì con máy mới luôn. Đó mọi người thấy không? Oppo Find 3 Flip nha. Đó, bán cho người á 9.850. Đây cho người xem giá mới nè. Giá mới nè mọi người. Chết là còn bảo hành hãng nha mọi người thấy không? Bảo hành đến tháng 10 nè. 19 tháng 10 2024 nè. Đây, máy mới nè. Oppo Find 3 Flip 22.990.000. Quá đã mọi người ơi. Quá đã luôn. À, con này bán có 9.850, coi như là rẻ được 13.050.000 nha. Hôm nay là làm chủ nhật vàng và hôm nay cũng về được một số dòng máy. Rất là nhiều lòng luôn. Ok chưa? Rất là nhiều dòng luôn. Nhưng mà mọi người quan tâm nhất là chủ nhật vàng tuần này đúng không? Đây. Chủ nhật vàng tuần này giá 12 Pro 128GB 7.999.000. Đó, giá này chắc có mình em mới có thôi. Mình em mới có thôi người. Này. Rồi, đây. Nói chung là máy zin đầy đủ chức năng, không lỗi gì hết. Màn hình zin, men zin, vỏ zin, không lỗi gì hết người. Lưu ý giúp em nha. Và 14 Pro 128GB bản có khai SIM và eSIM 14.888.000. Quá đã mọi người ơi, quá đã luôn. Còn 14 Pro Max đây 17.888.000. Đó, 17.888.000. Coi như hôm nay là chủ nhật vàng tuần này là giảm sập sàn rồi. Sập sàn đúng rồi. Đúng không mọi người? Rồi, cũng về được một số dòng máy nè, Z Fold 5 nè. Z 7 Pro nè, Mi 11 Pro, Reno 11 đẹp keng như mới. Ok chưa? Reno 11 Pro đẹp keng như mới. À có con này nữa nè. Vừa mới hu khách lên sóng cho người luôn. Apple Watch SE 2 2022 mọi người. Đó. Đây. Đây, mọi người thấy không? Con này bán rồi có 2.850 thôi. Mua sao bán vậy thôi. Cái này thì em hỗ trợ khách là hu cũ đã mới mọi người. Đó. Và máy khoảng con này thì khoảng chắc khoảng 98% á, nhưng mà còn rất là đẹp. Không? SE 2. Nói chung là đầy đủ chức năng không lỗi gì hết nha. Cái này mọi người kết nối vô mọi người mới vô test được chức năng. SE 2 nè. Không? SE 2 á. Quá đã. 2.850, qua test tại chỗ nha. Cái này thì không có bảo hành gì hết rồi. Con này có hộp luôn á, con này còn hộp luôn á. Hộp bây giờ sạc luôn á. Đầu tiên là tiền hết. Đầu tiên hết cũng không được. Đầu tiên hết cũng không được là sao ta? Anh lý gì cả tháng mua trước, mua sao cũng không được là sao, không hiểu gì hết. Rồi, trước khi mà lên live thì em sẽ quay chủ nhật vàng cho mọi người xem trước nha. Để cho mọi người khỏi chờ đợi nữa. 12 Pro 128GB. Giá hôm nay chủ nhật vàng duy nhất một ngày 7.999.000. Men zin, màn zin, vỏ zin không lỗi gì hết. Và ngoại hình này nó có cứng tầm khoảng 95% hoặc 96%. Nói chung là vỏ nó hơi xấu, hơi phẩy á. Vỏ nó hơi phẩy á mọi người không? Đây. Còn lại là chức năng ok. Đó, chức năng là ok, không lỗi gì hết nha. Rồi đây, cho mọi người xem nè. Cái này mọi người up lưng là ok nha. Up lưng là ok liền. Đó, 12 Pro 128GB quốc tế nè, không? Pin zin con này nè là còn 88%. Đó, ngoại hình nè phải ra xíu. Đó, tầm khoảng 95-96 thôi chứ không phải là xấu lắm. Tổng thể ngoại hình đây, tổng thể ngoại hình đây mọi người không? Đó này, nó chỉ bị cứng. Đó, em có được hình như có 3-4 con à, hình như 4 con 5 con vậy đó người. Đây, cứng nè không? Ngoại hình tầm khoảng 95-96%. Em bán cho người 7.999.000, hình như có 5-6 con á, góp được giúp dùm em đúng 200.000 lấy máy và xài. Vẫn bảo hành cho người nạp 3 tháng 1-1 lỗi đổi máy khác. Ok chưa? Đó, giờ cho nó uy tín. Tiếp tục là iPhone 14 Pro. Chủ nhật vàng tuần này 14 Pro, máy quốc tế nha. Máy nào quốc tế hết rồi. 14 Pro chủ nhật vàng tuần này 14.888.000. Thì cái giá này mọi người có đủ làm sao xuyến cho mọi người để săn 14 Pro chưa? 14.888.000. Máy ok, đầy đủ chức năng, không lỗi gì hết. Quá đã mọi người. Đây là bản có cái SIM và eSIM, em bán đồng giá. Có màu trắng, màu đen và màu vàng. Đây. Đây, màu trắng, màu đen, màu vàng nha. Đó ta. Đợi xíu để em chỉnh qua tiếng Việt cái. Màu trắng, màu đen, màu vàng. Đó. 14 Pro. Máy thì quá đẹp, không có gì để bàn. Lưu ý, duy nhất một ngày chủ nhật vàng thôi nha. Duy nhất một ngày chủ nhật vàng thôi, 14 Pro đó.
đây em lấy con màu trắng cho người xem nè, 14.888.000 đây, 14 Pro 128GB đây, 14 Pro nè, 128GB nè, bản quốc tế nha người, đây là bản quốc tế nha, pin zin con này là còn 88%, đó, máy là bao zin, bao đầy đủ chức năng, khai sim nè, đó, e sim với khai sim bán đồng giá luôn, khai sim với e sim bán đồng giá luôn, 14.888.000 góp được trước cho em đúng 200.000, 500.000 lấy máy về xài, chưa hết, 14 Pro nếu mà pin 100% thì đây, pin 100%. Cộng thêm giúp em 450 nha, pin 100% là cộng giúp em 450. Đó là bạn có khai sim và e sim bán đồng giá luôn. 15.350.000 là pin 100%. Ok cho người. Giá này mọi người thấy ổn không? Quá ổn luôn chứ không phải là gọi là ổn bình thường. Duy nhất một ngày chủ nhật thôi cho người săn á. Đưa trước giùm em 500 lấy máy giờ xài. Và đây nếu mà 256 ghi á thì sẽ là 15.888.000, còn pin 100% cộng giúp em là 450 đó nha. Gấp em là 450 nữa. Ok chưa? 14 Pro 256GB màu vàng, pin 100% là 16.333.000, còn nếu mà pin 8X á là 15.888.000. Giá này là 256GB. Quá đã. Cái mẫu này bảo đảm rất là nhiều người quan tâm. 14 Pro Max. Đó. 14 Pro Max. Chủ nhật vàng tuần này giá quá tốt mọi người ơi. 17.888.000 máy zin, máy đẹp, không lỗi gì hết. Đây. Đó. 256GB cộng giúp em 1 triệu. 256GB cộng giúp em 1 triệu. 14 Pro Max 128GB quốc tế nha. Đây, pin 8X nè. Em này là pin 89 là 17.888.000. Không. 17.888.000. Còn nếu mà pin 100% cộng giúp em là 450. Đây, 450 nè. Đây là pin 100%. Đó, pin 100% là 18.333.000. Cộng với em 450 nha. Góp được trước giùm em đúng 500.000 lấy máy về xài. Đó, đúng 500.000 thôi. 256GB cộng giùm em 1 triệu nha. 256GB cộng giùm em 1 triệu. Rồi. Apple Watch ghi mấy hả? Đây, đây là Apple Watch SE2 2022 người. Máy này cái đồng hồ này khoảng người ta cũng mới xài thôi. Còn hộp. Còn hộp. Còn dễ sạc, đó, 2.850.000, ok chưa, đó, em mua sao bán vậy, không có lời lãi hết, bao cái tại chỗ nha, kích hoạt cho là xài thôi, quá đã, rồi, về được hai em, Oppo Find N3 Flip, cho mọi người xem cái hộp cho nó, cho mọi người xem cái hộp trước, cho nó uy tín, đó, có đầy đủ thông tin tiếng Việt nhập hàng hết, đây, đầy đủ thông tin tiếng Việt nhập hàng hết, Oppo Find N3 Flip, bản Việt Nam chính hãng. Mấy con này là nếu mà ấy, mấy con này là Việt Nam chính hãng. Mà người chết ra nó vẫn là PGCH. Tại sao? Tại vì cái dòng này là vậy mọi người. Đó. Đây. Oppo Find N3 Flip còn bảo hành đến 19 tháng 10 2024. Oppo Find N3 Flip nè. Mọi người để số email là 819 đúng không? Số email là 819. Em bán rẻ không, em mới 13.050.000. Rẻ hơn máy mới là 13.050.000. Quá đã. Này. Cho mọi người xem số email nha. Cái này em chết rồi đó. Phụ kiện là chưa xài, đẹp keng như mới. Phụ kiện chưa xài, đẹp keng như mới. Số email đây. 35819. 35 nè, 819 nè. Đó, mọi người không? Email 1 á. Này. 35819 uy tín nha. Đây, hộp hàng bảo hành nè. Tháng 10 nè, 19 nè, 2024 nè. Quá đã mọi người ơi. Tháng 10 bây giờ là tháng 11, coi như là còn bảo hành đến bao nhiêu ta? 10 tháng, 11 tháng nữa. Bảo hành 11 tháng nữa mà rẻ hơn máy mới 13 triệu. Thì mọi người có thấy ok cho mọi người. Thấy ok bấm chữ ok giúp em cái đi. Đó. Ok bấm chữ ok giúp em cái đi rồi. Và cái máy đẹp chính chính đẹp keng. Chính chính đẹp keng. À, kiểu line new luôn. Phụ kiện bây giờ sẽ cho mọi người xem phụ kiện của nó nha. Phụ kiện của nó. Đây sẽ là Oppo Find N3 Flip. Để coi con này cấu hình cấu hình gì. RAM 12, bộ nhớ là 256, chip là Dimensity 9200. 9200. Đó. Máy quá đẹp. Phụ kiện hay đây. Em về được đúng 2 con, hôm bữa có 3 con về bán hết rồi.
Và còn hai con cuối cùng á, ở cái hộp mới tinh, cái hộp là mới tinh, cốc sạc đây, cốc sạc đây người, súp bò bóc, đó, tiếp tục là ốp lưng, đây dây sạc này, dây sạc là chưa háo hết luôn mọi người, dây sạc zin là chưa háo hết luôn á, không, dây sạc zin là chưa háo luôn, chưa hết. Đây là dây sạc. Đây dây sạc. Ủa hết bảo hành hả? Vậy em chép lộn rồi. Em nhớ 2023. Đúng rồi, em nhầm. Vậy là con này hàng tồn kho rồi. Đây. Em xin lỗi cho mọi người nha. Con này là còn gần hết bảo hành. Hết bảo hành chứ. Đúng rồi, hết bảo hành. Em nói nhầm. 2023 nhầm xíu nha. Hồi lâu nhầm xíu mọi người. Rồi, ốp lưng là chưa xài. Chiếc máy là phải nói là kiểu line new. Phụ kiện chưa xài, máy đẹp keng, hộp là còn yên nguyên. Ok nha mọi người, cho em thông cảm giúp em nha. Máy hết bảo hành rồi nhưng mà được cái là phụ kiện nè, không? Ốp lưng nè, dây sạc chưa xài. Và máy đẹp keng như mới. Quá đã. Rẻ hơn được 13 triệu máy mới. Rẻ hơn được 13 triệu máy mới. Thì như vậy mọi người có thấy có đắn đo không? Là mua máy mới với máy cũ chưa? Đúng không? 13 triệu luôn mọi người. 13 triệu luôn nha. Rồi. Em dừng nhìn kính em đó đây. Đó. 9.850.000 góp thì đưa trước giùm em đúng 200.000 thôi. 9.850.000 em có được hai con. Hai con duy nhất, hai con cuối cùng. Rồi hai con cuối cùng. Có hai con cuối cùng thôi. Oppo Reno 11. Em lấy cái này qua cái. Đây đây không có đủ chỗ để à. Không đủ chỗ để mọi người. Đây được à. Đây. Oppo Reno 11 5G. Được 3 em. Reno 11 Pro 5G được 3 em. Hình như 3 em này là màu đen hết. Chính hãng Việt Nam nha. Bản chính hãng Việt Nam nha. Trời ốp lưng chưa xài luôn. Đây, phụ kiện chưa xài. Hàng Việt Nam. Phụ kiện chưa xài. Không? Đi xăng là phải xăng mấy con này nè. Mấy con hàng lướt. Đó, mấy con mà kiểu line new như vậy nè. Mới đã. Việt Nam thì có nhập ở lợi mấy anh lái thôi. Hoặc hàng hô cụ động mới của hơi di động điện máy xanh. Bách quá xanh thôi. Đó. Còn biết nó ta. Rồi cái Ganty vô lột luôn mà. Ganty là vô lột luôn. Không còn pin. Đây con này còn pin nè. Oppo Reno 11 Pro. À, Oppo Reno 11 5G. Máy đẹp 99 đẹp keng, RAM 8 256GB, chip là 7050. 7050, 6.500.000. Không. 6.500.000. Đó. 6.500.000 thôi, máy đẹp lắm. Phụ kiện chưa xài, ốp lưng vẫn còn nguyên nha. Phụ kiện chưa xài, ốp lưng vẫn còn nguyên. Anh ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn. Ốp lưng thì đây. Đây, lấy một cái ốp lưng cho người xem. Không. Ốp lưng thì đây. Ốp lưng của em nó đây rồi. Không. Ốp lưng thì đây. Ốp lưng này của con nào ta? Của màu xanh hả? Đúng rồi, của màu xanh mọi người. Ốp lưng của màu xanh. Con này là giá bán cho người là 6.500.000. Đẹp keng như mới, hàng Việt Nam. Bản Việt Nam nha. Đẹp keng như mới rồi. Có được màu đen, màu xanh thôi. Có được đúng màu đen với màu xanh thôi. RAM 8 256GB. Rồi, em qua mẫu khác. 13 Pro đi, hôm nay có được hai em nè. iPhone 13 Pro bữa giờ mọi người có đợi không? Lâu quá rồi mới về được 13 Pro đó rồi. Lâu quá rồi. 13 Pro. Pro 256GB. Thôi, đây. 13 Pro 256GB pin 100%, ngoại hình là 9899. Máy đẹp thôi. 13.200. Giá này ổn không? Hỏi giá này ổn không? 13 Pro đó. Hình 9899.
Bill 100%. Đây, lấy con cho người xem. 256 ghi nha. Quốc tế mọi người. Pin nè, 100%. Đó. Ngoại hình là 98.99%. Khỏi phải bàn luôn. Khỏi phải bàn luôn. Góp thì đưa trước cho em đúng 500 nghìn. Màu đen nó đẹp như vậy thì màu trắng nó đẹp cỡ nào nữa rồi. Đúng không? Màu đen đẹp như vậy thì màu trắng đẹp cỡ nào nữa. Đây. Pin 100%. Lưu ý giá này 13 Pro là 256 ghi. Không phải 128 ghi. Đây. Cho em hỏi số máy F là hàng CBO. Đó, con này là 13.200. 13.200, 13 Pro 256 GB nha. 256 GB rồi. Lên cho người em này. Với em này. Cái hàng này độc độc nè. Đó. Redmi Note 7 Pro, hàng độc độc đi rồi. Và Samsung Galaxy Z Fold 5, hàng Việt Nam. Z Fold 5 bản Việt Nam chính hãng, 2 SIM, RAM 12, bộ nhớ 512GB, máy là còn hợp. 18 triệu 850. Ok chưa? Góp được chú giùm em đúng 500.000 thôi. 500.000 thôi rồi, khỏi cần đâu nhiều. Máy này là còn dán keo luôn nha. Còn dán keo nha mọi người, lưu ý giúp em. Đó, còn dán keo bê nè, còn dán ngược mặt trước nè. Khách xài rất là kỹ. Việt Nam thì có hô ở đây mới có thôi. Đó, hợp là trùng bi may. Trùng hợp luôn. Rồi. Redmi Note 7 Pro. Ồ, con này nặng dữ rồi trời. Con này không có sạc nha, có hộp thôi. Có hộp thôi mà không có sạc. Redmi Note 7 Pro. Lượm cái máy gì đó vào. Đây. Máy này hơi nặng. Hơi nặng mọi người. Mở nguồn cho mọi xem. Redmi Note 7 Pro thì cái dòng này là khỏi phải bàn rồi, cấu hình rất là mạnh. Để em cho người xem nha. Đây. RAM 12GB. Bộ nhớ sẽ là, ủa con này bao nhiêu? À, bộ nhớ là 128GB. Chiếc Snapdragon đó là 7GB 1 nha. 7GB 1. Màn hình con này là 100. Đợi ta. Tốc độ màn hình 120Hz. Màn hình là 120Hz. Và có quạt tản nhiệt bên hông. Đây mà ngồi bật cái này lên là sẽ có quạt tản nhiệt. Không, có quạt tản nhiệt nha. Và phía trích cờ cảm ứng. Phía trích cờ cảm ứng. Giá bán là 7.2 triệu. Em này 7.2 triệu thôi. 7GB 1. À 7, 8GB 1. Bằng con S2 Ultra. S2 Ultra bây giờ là 10 triệu mấy. Nhưng mà con này là có 7.2 triệu thôi. RAM 12 128GB. Ok. Máy có hộp không có phụ kiện. Em tặng sạc riêng, tặng sạc thường thôi. Rồi. Tiếp tục. Rồi chân còn mấy con dòng này nè. Mấy dòng này mọi người rất quan tâm. Realme CT Neo 5. Realme CT Neo 5. RAM là 16GB. Bộ nhớ là 256GB. Chip 8+GB 1 nha. Màn hình 120Hz. Quá đã. 5.850. 5.850 không rồi. Realme CT Neo 5. 5.850 nha. Máy là có ngoại hình chắc khoảng 98-99 rồi. Cũng đẹp lắm. À, 98-99 nha. Oppo Find X5. RAM 12, bộ nhớ là 256GB. Chip Snapdragon đó là 888. Màn hình là quá HD. Công nghệ màn hình là LTPO rất là đẹp. 5.350. 5.350 người. Đó. 5.350 nha. 12 Pro Max có ai quan tâm không? 13 thường có luôn anh ơi. 13 thường này có cái màu trắng nè, máy đẹp gần như 99. Đẹp xíu. 13 thường. S2 Ultra bản Việt Nam RAM 12 có chưa shop? Dạ chưa có rồi. Máy này hàng đó hơi hiếm một xíu. À, mọi người có tìm cấu hình cao nữa không? Có ai quan tâm cái dòng cấu hình cao nữa không? 8+GB 1 mà 4.2 triệu. Ok chưa? Em giảm cho người 39 luôn. 8+GB 1 mà 3.950. Chắc chỉ có em này mới có được thôi. Máy zin full chức năng. Ok chưa mọi người? Giảm cho người xăng nè. Đó. Redmi K50 Ultra là 8+GB 1 nha. 3950. Quá đã luôn.
đúng một em duy nhất cho một người sang. Này, Redmi Canon Ultra là chip 8 cộng game 1, RAM 12GB, bộ nhớ sẽ là 256GB, 3.950.000, màn hình sáng đẹp, không mám, không đốm, không lưu ảnh, không bị lỗi gì hết. Đó, bán như vậy á cho nó uy tín. Có làm sao bảo vậy, cái này hô khách rẻ bán rẻ luôn. Hô khách rẻ là bán rẻ luôn. RAM 12 256GB thì chỉ có được một em này thôi nha. Đó, camera sẽ là 108 megapixel. Ngoại hình thì chắc khoảng 97-98 thôi rồi. Nhưng mà kính của nó hơi chạy sâu. Không, kính hơi chạy sâu nè. Đó. Cái này mọi người về dán cường lực là xài ok. Dán cường lực xài là vô tư. Camera mắt cam khá là to. 3.950.000. 3.950.000 nha. Này thấy họp xong mình đưa lại xuống giá. iPhone 13 128GB, máy đẹp gần như là 98-99%, pin 100%, màu trắng. Đây, 98-99 thì nó sẽ như thế nào, còn không? Quá đẹp, quá nét, quá keng. Đó, chiếc máy là phải như vậy. Chiếc máy là phải như vậy. 10.600.000. 10.600.000. iPhone 13 128GB, pin là 100%, 10.600.000. Đó, 12 Pro Max 128GB, 12.200.000. Còn nếu mà 256GB là 13.200.000 là pin 100%. Ok chưa? 12 Pro Max 128GB và 256GB. 13 Pro Max, 13 Pro có nha, 13 Pro 256GB là 13.200.000. Anh Lương Kinh Kinh này, 12 Pro Max 512GB, pin em này là pin 100%, 14.250.000. 14.250.000. Đó, đây là Oppo Watch SE 2 2022, 2.850.000. Máy đẹp các bạn 98-99 nhưng mà hộp khách con sẽ bán vậy nha. Rồi, Mi 11 Lite 5G, chip Snapdragon đó là 780, 2.950.000, 2.950.000 rồi. Mi 11 Lite 5G là 2.950.000, màn hình 90Hz nha. 13 Hường chạy góp đưa trước bao nhiêu ạ? Cái đó chạy góp thì đưa trước giùm em khoảng 200.000 lấy máy vừa xài. 200.000 thôi. 200 không rồi. Reno 11 là 6.500.000, 6.500.000 nha. Cái gì đó ông ta? Em này em giảm giá nè. Giảm cho người cho nó lên view một xíu. Ok chưa? Realme City Neo 3 150W. 150W mọi người. Chip á là Dimensity 8100, RAM 12 và 256GB. Em này cho bán cho người á. Bán xả luôn. 3850, bao test 7 ngày. Này hộ khách. Đó, coi như là em lỗ 500 và bao test mọi người là 7 ngày. 3850, coi như là em trừ xuống ra 1 triệu. Em lỗ 500. Bao test 7 ngày, ok chưa? Không bị lỗi gì hết nha. RAM 12 256GB, chip là Dimensity 8100M. Tại vì nếu em không bán được á, em vẫn có thể đi bán lái. Bán lái là sao? Bán là cho những anh em cửa hàng gần và mấy anh lái đi bán là cho cửa hàng khác đó rồi. Đó, thì bán cũng đâu có bao bảo hành đâu. Giá này bao tới 7 ngày, ok chưa? 3.850.000, 8.100 mát, 8.100 chứ. Quá đã. Rồi, iPhone XS Max 11 Pro Max cũng có luôn. Đây, iPhone XS Max, ô con này bản Việt Nam hả ta? iPhone XS Max bản Việt Nam, 64GB, pin 2 mới, màu vàng. 4.850.000. 4.850.000, XMAP bản Việt Nam, Venza A đó rồi. 4.850.000 nha. Tình trạng con này là hai pin, màn hình zin, mà ép kính rồi. Có làm sao bảo vậy? Đó. Có làm sao bảo vậy nha. Góc phone hả? Góc phone để dưới rồi, quên đem lên mọi người ạ. Rồi cái gì nữa ta? 11 line này rồi. Samsung Galaxy M34 nè.
M34, con này pin 6000, bản Việt Nam, nói gì vậy? Này gì vậy? RAM 8, 128GB. Này, pin 6000. Việt Nam 2 SIM. 4.3 triệu. Máy còn hợp. 4.3 triệu, máy còn hợp. iPad là em có iPad Gen 6 nha mọi người ơi. iPad Gen 6 nè. 15 Pro. iPad Gen 6. Em shop ở đâu hả? Anh vô phần giới thiệu em á là có địa chỉ á. Vô tích toán em á. iPad Gen 6 128GB. 128GB rồi, iPad Gen 6 nha, 128GB, 3.950.000. 3.950.000, iPad Gen 6. Ồ máy đẹp dữ trời. Máy quá đẹp luôn á. 21 Ultra em bán cho người là 7.850.000. 21 Ultra. Rồi, iPhone 15 Pro 128GB quốc tế nha. Con này pin nhiêu? Pin 92%. Còn bạn thấy 12 coi như là tháng sau hết rồi. Có cái SIM 18.750.000. Máy cũng còn đẹp lắm. 18.750. Không rồi. Đây, quá đẹp mọi người. 9899. 18.750. 12 còn bắt 26GB là 13.200, pin 100% nha. Em bắt có góp không? Dạ có nha bạn ơi. Em bắt có góp nha. 11 Pro Max 512GB, bây giờ ít máy lắm rồi. Đây, 512GB. Pin là 95%. Giá bán là 10.550.000. Máy cũng còn đẹp lắm. Đồng hồ là 2850 nha, Serie 2, SE2 2022 á. 2.850.000. Rồi, là gì nữa ta? iPhone X nè. Còn mấy con này nó báo luôn. Mấy này nó báo luôn. iPhone X 256GB, ngoại hình 9899 nha. 256GB quốc tế nè. Pin là 100%. Giá bán là 4.450.000. Đây là 256GB, máy đẹp. Đó. Máy quá đẹp luôn á. Đây, quá đẹp. iPhone X 256GB, mọi người xem chiếc máy là mọi người biết là đẹp, máy đẹp như thế nào phải không? Quá đẹp mọi người ơi. 4.450.000. Có hưu cụ lên đời không anh? Dạ có nhanh ơi. Góp 15 Pro mới đưa trước bao nhiêu ạ? À? Đưa trước khoảng 1 triệu giùm em mà được. Rồi. Oppo A95 RAM 8 128GB, chip là 662 nha. 2.850.000, con này RAM 8 màn AMOLED. Redmi 12 RAM 8, bộ nhớ là 128GB, 2.750.000. 2.750.000. Chốt hả? Chốt ba đồng hồ nhắn tin giùm em nha, hoặc cọc giúp em trước cũng được. A735G, cái máy này lúc mới ra là đến mười mấy triệu luôn, bây giờ còn có 4 triệu mấy rồi. A735G RAM 8 128GB, màn hình 120Hz nha, 4.550.000. Em có hai em á, bản Việt Nam luôn, hai SIM. Đó, pin 5000. Máy cũng còn khá là ok. Còn mấy cái em báo luôn. Mi 11 Pro chip Snapdragon á là 888. Này, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB, Mi 11 Pro nha. Đó. Em này bán cho người là 4.2 triệu à. 4.200.000. Giá này quá rẻ. Hackman gia đình nè, 4.200.000. Mi 11 Pro 4.200.000. Bên em bảo hành cho người là 3 tháng 1 đổi 1 nha. Lỡ là đổi luôn. Samsung A13 RAM 4 128GB, 2.4 triệu. Còn là pin 5000. Pin 5000, 2.4 triệu. Mình báo giá thôi. Oppo A92 con này 2.350.000. Đây, RAM 8GB, bộ nhớ 128GB, 2.350.000. Đó, 2.350.000. 14 con mắt 26GB là 18.888.000. Chủ nhật vàng đó mọi.
hứng à. Này chả mọi người. Để xíu để em báo thôi mọi người. Hình thức trợ góp bao nhiêu tháng tư vấn giúp em nhỉ? Trợ góp thì mọi người phải đến trực tiếp cửa hàng và yêu cầu trên 18 tuổi không là 6 là được. Đó. Dạ lên em muốn cho bộ như 14 rồi có 3 hệ tín dụng. 14 rồi có gấp hệ tín dụng không? Dạ có nha, bên em có gấp hệ tín dụng nha. Rồi, bây giờ sẽ còn báo mấy con máy này mình còn. Máy đang còn. Đây là Huawei X9P5G, con này chip á sẽ rất là gần á. Là 6GB 1, RAM 12, bộ nhớ 512GB. 5.350. Huawei á. Thương hiệu của Honor X9P5G, S24 Ultra 21.850, còn bảo hành tháng 5 2025, máy đẹp. Bản Việt Nam chính hãng nha, còn bảo hành hãng á. Clip 4 đi rồi. 5.850, RAM 8.8GB, máy đẹp 9899. Máy là còn siêu luôn, không? Ngày mai kêu dân dạng có làm việc bình thường mà. Bình thường anh ơi. Đây, clip 4 nè. RAM 8, 128GB, chip 8GB 1, 5.850. Máy quá đẹp. S21 Ultra nãy anh nào hỏi ta? 21 Ultra. 2 SIM. RAM 12 128GB. Giá bán là 7.850. 7.850 nha. S21 FE 4.550. 4.550. RAM 8 128GB, đẹp 99. Mấy con này báo giá thôi. S21 Plus nè. RAM 8 128GB, 2 SIM. 5.650, mấy này báo giá không? Hôm nay thì nó quay hơi yếu xíu nên anh ngồi nó mệt quá đây. Không biết sao nữa. 15 Pro 18.750, pin 91, màu trắng. Gấp lên trước giùm em 500.000 là được rồi. S21 5G nè, 5.250. Cái này cũng RAM 8 128GB luôn. Đó. iPhone Deep Max, cái này ép kính rồi. 5.750. 13 mini 128GB, pin 100, 7.850. Không bị lỗi gì hết, nhanh lên bình thường. 13 hường, 10.200, pin 100. Để không quay gì đây rồi. Đẹp quá nha. Này mệt quá. Này, ngoài vậy đi. Đẹp xíu, đẹp xíu. Em chỉnh cho nó ngay cái. Rồi. Còn máy gì quay máy đó mọi người. Này thì cũng nó hơi mệt xíu đó. Đây 15 Pro nè. Đây là 256GB nè. 18 850. 256GB, giờ nó hơi xấu xíu à. Giờ nó hơi xấu. 15 Pro màu Titan 256GB, máy đẹp nè. 20.350. 12 Pro Max 256GB, 13.2, pin 100. Mười ba gồm mắt nè, 15.200, pin 100%. S24 Plus 14.850, bảo hành tháng 7. 15 gồm máy mới 128GB,
20 triệu 850. Đồng hồ này hả? Apple Watch hả? 2 triệu 850 nha chị ơi. Dạ S21 Ultra lên 23 Ultra. 23 Ultra còn cái vỏ nó hơi chày màn hình. 15 850. 21 Ultra bây giờ thôi chắc là khoảng 6 đồng mấy. 6 đồng mấy mà. Ở xa là rất chờ gấp thế nào. Gấp mọi người phải đến trực tiếp cửa hàng nha. Đó, gấp thì phải đến trực tiếp cửa hàng. Trên 18 tuổi không mà sống là được. Ok. Mới nói đồng hồ như vậy 2 triệu 850 nhanh đây. Đây 13 con mắt nè, 15 triệu 200. Này báo giá thôi. Có con này sạc một lần nè, 15G. Pin 100% pin zin 19 triệu 6. Này gì ạ? Này 13 con mắt 256GB 16 triệu 200. 15 lút 128GB 16 triệu 9. 169 nha. 168, 168, 169 cũng được. Đây 15 hộp màu vàng 14750. A54 nè, 4 triệu 8. Còn A55 là 6 triệu 990. A35 là 5 triệu 8. Con này RAM 8, 128GB. S23FE 7 triệu 9. Samsung A60 2 triệu 8. Nhắn tin dùm em nha, đồng hồ nhắn tin dùm em nha. M55 5G máy mới hiện tại đang bán là 10 triệu. Này máy cũ là 5850. S2 Ultra 9 triệu 888 nghìn, 2 SIM. Hai SIM 13 hường 10 triệu 350. 15 của mắt 512GB không có, có 256GB thôi. 23 triệu 6 màu đen. 11 Pro 6 triệu 950 nè. 15 hường 15 triệu 250 nè. 15 hường 12 Pro. Đây là 12 Pro Max 256GB 8 triệu 3. Con này ám nhẹ. Còn như ta SE đi. SE pin 95 nè, 3 triệu 50. 14 Pro chủ nhật về ngày mai á là 14 triệu 888 nghìn. S22 là 6 triệu 650. 14 Pro Max 26GB chủ nhật về ngày mai sẽ là 18 triệu 888 nghìn. Đó. Galaxy 5 8 triệu 850, này 256GB. Rồi. Gì đó không ta? M53 chứ. M53 5G 3 triệu rưỡi. Con này Quantum 3 đó. S21 Ultra 6 triệu 4. Rồi hết rồi. Mấy dòng này để hấp thôi. Chính hãng Việt Nam, bản Việt Nam chính hãng là nhiều. Bên em bán là vậy. Đó. Để qua đây quay đi mọi em. Ây da. Đợi xíu đi, làm xíu mọi người. 15 Pro Max hả? Hôm nay quay hơi yếu xíu mọi người thông cảm nha. Nay người mệt quá. Chưa tắm luôn á. Xin chào anh Tuấn nha. 14 Pro Max 26GB có, ngày mai chủ nhật về á, 18 triệu 888 nghìn á. 14 Pro Max 128GB là 17 888. Em mua bóc kiên hay sao? Đúng rồi, mua bóc kiên giúp em nha. Nó thay mua cha là 7850. Đó. 7850 thì có đó bạn 2 SIM bản Mỹ là được chip 865. RAM 12 128GB. Pin 7000 là M51 nha. Pin 7000 là M51. Hai mẫu Ultra còn cây bản Việt Nam 15850. 13 15 còn mắc có máy mới không? Máy mới thì giờ con máy New Seal nó hơi cao. Các khoảng 27 năm. New Seal chưa kích đó. 11 còn mắc 26GB có 512GB được không anh? 1 triệu 50. X6 Pro 7 Pro chưa có hàng. M51 thì tầm khoảng 3 triệu 7.
con này có dục gì vậy ta? Đây với con 5 này. 18 tháng 50 năm 12 ghi bảy Việt Nam. Việt Nam rồi. 14 rồi chủ nhật về ngày mai giá tốt lắm. 18 gì? À 14 triệu 888 nghìn thôi. Giá này quá tốt rồi, đúng không? Giá đâu quá tốt rồi thật sự. Anh có hô cụ lên đời không? Dạ có nha, bên em có hô cụ đời mới nha mọi người. Biết sao nãy quay chủ nhật vàng xong cái người nó bị đuối, nó bị mệt quá trời luôn. Nãy tính tưởng không quay nổi luôn mọi người. Không biết sao bị. 11 rồi mắc 256 ghi hả? 256 thì tầm khoảng 9 triệu rưỡi thôi, 9 triệu 2 cũng có. Tùy theo pin nữa. Nên hôm nay sẽ like hay yếu, mọi người thông cảm giúp em. Mười bốn của bác 26 thì chủ nhật vàng thì sẽ là 18.888.000 nha. 18.888.000. Bên này chưa ăn cơm đúng rồi. Mọi người ăn cơm chưa? Nhớ sang chủ nhật vàng nha. Mười ba của bác có chứ. 13 con mắt tầm khoảng 15 triệu cầm một vàng á. 13 con mắt là 15 triệu 2. Còn nếu mà 256 thì là 16 triệu 2, pin 100%. Mua bên anh có tặng được gì không? Bên anh tặng sạc hầu hoặc ốc lưng thôi. 15 con mắt máy mới hiện tại là nếu mà màu đen với màu đen với màu xanh chắc khoảng 26 triệu 800. Đúng rồi, thì công băng mới đúng nha. 26.800 là máy New Seal chưa kích á. New Seal là sao? Máy New Seal và máy 1.18 là khác nhau vậy. Thì máy New Seal sẽ là mình tự lột seal, tự xét seal và kích hoạt bảo hành đủ 12 tháng chính hạn. Đó gọi là New Seal chưa kích. Thì nó sẽ cao hơn 1.18 khoảng 2-3 triệu. Thì chất lượng cũng như nhau thôi. Ngưu Ma Vương xong hàng nha. Mai qua cửa hàng của anh mua được không? Được chứ, bình thường mà. 13 gờ mắt là 15.200, pin 100% đó. 11 gờ mắt 512 GB nè. Pin 95, 10.550. Chủ nhật vàng giảm gần một củ luôn, đúng rồi, chủ nhật vàng giảm gần một củ luôn. Nói chung thì cố gắng mấy này ới. Mấy này ới lắm mọi người ơi, thị trường ai cũng vậy hết, phải riêng em đâu. Ới lắm. Giảm giá đây là kích cầu thôi. Bây giờ là giảm giá để kích cầu mọi người. Bây giờ nhắn tin chốt máy được không? Hai sáng mới chốt ạ. Máy nhắn tin giùm em nha Tam Hảo ơi. Giờ này nhân viên giờ hết rồi, có mình em đây thôi. Tại vì em live buổi tối á, mới tập trung được. À 14 rồi chủ nhật vàng hả nè, đủ 4 màu luôn á. 14.888.000 chủ nhật vàng 14 rồ. À. Đây 14 rồ 256 ghi. Còn gì? 16.338.000 14 rồi 26 đi pin 100% đó. Anh coi thử không, đây có một vàng này 256 đi đó, pin 100% cộng với là 450 thôi. Này bạn có cái sim máy gì hết mà bạn em đó giờ có sao có vậy à, không phải là kinh doanh xong để bị mắng dốt bị chửi đâu. Cái thời gian mà bị chửi đó mình có thể là dư thời gian đó mình kiếm tiền việc khác còn ok hơn, đúng không? Đúng không ạ? Hôm nay thì năng lượng của em hơi yếu nên không có nói chuyện với mọi người kiểu là sung sức. Có gì mọi người thấy cái like này buồn quá thì mọi người có thông cảm giùm em. Không biết sao bị mệt nữa mà thiệt luôn, nãy tưởng live stream không nổi đâu á. Nên giờ chỉ tâm sự với mọi người thôi chứ không có kiểu là gán gồng lên để nói. Gán gồng lên để nói. Ừ, like nó có năng lượng nó sẽ khác. Với like không có năng lượng. Nhất phong 4 không có hàng. Nhất phong 4 mà có thì em chỉ bán em chỉ bán cho mọi người là chỉ bao test thôi. Bao test 7 ngày thôi. Tầm khoảng 10 triệu thôi. Đó, thị trường đang bán là 4 triệu đó mọi người. Mà mới đi chơi về sao mà mặc
mệt vậy, đâu có đi chơi đâu, nãy tự nhiên quay chủ nhật vàng á, mà gấp gấp quá là chở con đi học, chở con đi siêu thị chơi chơi xong á là đi nhân chinh đi mua phụ kiện để qua chủ nhật vàng, mà đi 2-3 tiếng gì đó, mà xong về là quay liền luôn, gấp thời gian gấp quay ra xong đến tối luôn, tối xong rồi sửa clip edit đăng clip liền luôn rồi xong lên like luôn, quá mệt luôn, là không ăn gì luôn á, nói chung hơi mệt xíu, không đủ thời gian. Tháng sau qua là 14 còn mắc 26 game, biết có 100% không? Cái đó thì qua hên xui thôi. Chủ nhật vàng thứ hai lấy được không? Không được nha, chỉ duy nhất một ngày chủ nhật vàng thôi. Mấy 12 rồi chủ nhật vàng là gì hả? 12 rồi 95-96%. Nói chung thì ngoại hình có phẩy đó. Em bán cho người là 7.999.000, giá này quá tốt rồi. Bằng em đi bán cho mấy anh thợ đó. Em nói thiệt mà. Đây. Bằng em đi bán cho mấy anh thợ đó. Đó. Bao zin, bao thì họ cũng bung kiểm tra thoải mái. Cái này ép kính rồi, sau đó ép kính cái này zin cho nó zin ha. Đó giờ mọi người xem trên live của em mọi người sẽ biết. Không phải gì thêm được lời hay 1-2 triệu mà để bán mất uy tín của mình. Mình còn uy tín là mình còn kiếm được tiền. Đó là vậy. Nếu mà kinh doanh trên mạng xã hội lâu mọi người sẽ biết. Bây giờ không phải ai ngu để mình lừa đâu mà, đúng không? Mình có uy tín đó, mình ăn ít, mình lâu dai. Nó là vậy. Rồi 2.850.000 Apple, nó nhầm Apple Watch SE 2 2022 đó. 2.850.000 mua sao bán vậy nha, bao tết 7 ngày, có lộn bao tết tại chỗ chứ. 21 loot có full box không? Không có rồi. 12 rồi có cần cọc gì không? Em chỉ 12 rồi chủ nhật vàng em có được khoảng 5-6 cây thôi, 7.999 á đó, 5-6 cây thôi rồi, 5-6 cây thôi. Nói chung là bán cái nó là lỗ như bao nhiêu cái 200.000, tại vì bây giờ không có 12 rồi lấy qua chủ nhật vàng mà thôi, em muốn xả ra luôn có 5-6 cây à. Đó, muốn xả ra luôn rồi nên bán giá rẻ luôn. Gia Huy mà có chi nhánh dưới Đức Hòa Long An là bán không kịp luôn á Huy. Em nếu mà nói về Long An thì em tâm sự với mọi người là vậy. Dự tính của em là mở chi nhánh là tháng 9 2024 và em sẽ mướn một người chị của anh Trinh đó, đã mới về nước đi cái gì, đi xuất khẩu lao động về, nhưng mà em chấm chị đó là rất là ok, cũng học cao. Em nói mọi người nghe, em cũng không học cao gì mấy đâu, tại vì em làm lâu trong nghề thì mới có thành tựu hôm nay thôi, chứ không phải là học cao. Quản lý nhân viên cũng không tốt, em nói thật là vậy. Bởi vậy cái điểm mà em làm không tốt là làm sao không quản lý được nhân viên đó. Marketing thì em biết làm, nhưng mà là theo cảm tính của em, kiểu là em đâm bên marketing quan quảng cáo thôi đó, nên mới làm được như vậy. Chứ mà nếu mà em đâm mê ngành điện thoại là em có đâm mê, nhưng mà em đâm mê là cái ngành quảng cáo là nhiều hơn đó, quảng cáo gì trên mạng là nhiều hơn. Em thì không học cao, nói chung là học yếu lắm mọi người, nó thật sự là vậy, nên là không có quản lý được nhân viên đó. Tại vì mình cũng không có đi làm công ty nè, hồi đó là tính ra em có 10+ tuổi là đi học nghề ta, khoảng 15 tuổi là đi học nghề, là không phải đi học nghề điện thoại mà học nghề bán xe. Em bán xe máy ngoài đường Nguyễn Duy Phương á, mọi người thấy cái đường An Nhân Dương với Nguyễn Duy Phương bây giờ bán xe rất là nhiều, quen Phương này nọ đó, thì em học, em bán cái đó thì chắc khoảng được 2-3 năm, và sau em mới nghỉ, mới đi học nghề bán điện thoại, học nghề sửa điện thoại, học phần mềm sửa điện thoại nha, là chỉ làm việc trên máy tính thôi, chứ không có bung máy, không có bung gì hết rồi. Hồi đó là nạp tiếng Việt nè, edit gum á, đó edit gum của anh Joy á mọi người, đó cái đó, rồi xong đến gì ta, xong mới gạt mở cửa hàng mà đó bán 1-2-0-2-1-2-80 thôi mà, đó là vậy. Sau này thì mới mở tiệm xe, nên em không, em quản lý nhân viên dở lắm, vợ em quản lý nhân viên mà vợ em cũng không học cao hết, thật sự là vậy, nên quản lý nhân viên rất là dở, nên lúc mà định mở chi nhánh Đức Hòa Long An cái gì mở nước ngoài gì ta, thì cầu à bên Lức,
từ mở chi nhánh Bến Lức, nhưng mà cuối cùng là chị đó đi làm công ty không 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 có chịu vô làm điện thoại, nên thôi em dự tính là năm sau luôn, năm sau là kiếm ai được thì mình hội mở ra chi nhánh. Tại vì nó khó, cái khó khăn nhất là mở chi nhánh đó, là không phải là một tháng mà là quản lý nhân viên rồi đó, quản lý nhân viên mà thất thoát điện thoại nhiều thứ lắm. Nên này không mở chi nhánh là vậy đó, đâu có ai mở ra phải có người quản lý đúng không? Còn bây giờ mở đại rồi lấy hồi muốn tào lao vô lấy hồi người ta gom điện thoại mình hết đi luôn đúng không rồi, nó là vậy, nên này không mở chi nhánh là vậy đó. Nhưng mà điểm điện xe thì xe là mở chi nhánh nha, tiệm xe là xe mở chi nhánh. Mọi người đợi em đi, chắc khoảng 1-2 bữa nữa em đăng lên cho người xem là tiệm xe chuẩn bị mở chi nhánh. Tiệm điện thoại không mở chi nhánh mà tiệm xe mở chi nhánh, mọi người thấy không? Tại vì tiệm xe thì theo em là quản lý khoảng 30% thôi. 30% là sao? Em là chủ yếu là cái việc nào quan trọng em sẽ giải quyết. Và chỉ tập trung vô quảng cáo là nhiều, chứ không có đứng trực tiệm 24/24 như điện thoại. Đó, tiệm điện thoại là em sẽ trực 24/24. Hiểu là vậy. Tiệm xe thì là anh em quản lý. Nó thêm một Ultra là 7850 nha, 12 Pro chủ nhật vàng là 7.999, ngoại hình 9596 nha. Còn ngoại hình 98 thì khoảng là 9.150 đó, trên là triệu mấy. Với phone 5 còn bảo hành không? Còn những con này hết bảo hành. Để em vô chắc thử nha. Giờ chủ yếu là livestream với mọi người là tâm sự thôi chứ không, không có cố gắng nói nữa. Hôm nay người nói đuối quá. Mọi người sẽ là chắc là hết bảo hành đó mọi người. Hết bảo hành đó đây. Em thấy không có cây cộng là thấy hiểu rồi. Này cái bảo hành. Và đó là hết dọc điện thoại đó mọi người. Con này Z Fold Việt bản Z Fold 5 bản Việt Nam. 512GB. Hết rồi. Con này còn bảo hành đến ngày 13/8/2024 là hết rồi. 13/8/2024 hết rồi. Đó. Z Fold 5 hết bảo hành. Máy này á thì được cái á là ngồi. Khách cũ là còn dán bê bé hết, nói chung là dán keo hết nguyên con luôn. Màn hình mặt trước có dán cường lực luôn. Và đây là 18/8/50. Lưu ý giá này là bản 512GB, không phải là 256GB. 512GB. Máy là còn hợp. Hợp phục trùng với máy luôn. Hợp trùng với máy luôn. 15 lút 16:9 nha. Máy con đó xài bền không? Không bền. Màn hình gặp không bền nha. Em nói thiệt, thầy muốn trải nghiệm thì bán trải nghiệm thôi chứ em nói thật sự là không bền. Đây. Từ dưới clip 4, Z Fold 4 đổ xuống. Như con này nè, em bán 5.850 nè. Z Fold 4, dưới clip 4 đổ xuống. Em chỉ bao test 7 ngày, không bảo hành. Nhưng mà bán được cái giá rất là rẻ. Em bán cho người á là 5850. 5850 nha. Là 128GB bản Việt Nam luôn. Máy đẹp khoảng 98-99%. Đó. 98-99, không? Máy thì rất là đẹp. Ok chưa? 8GB 1 nha, chip 8GB 1. 11 gồ sát chiều 8 nha. 11 gồ sát chiều 8. Cảm ơn Duy Khang Polom nha. Oppo gặp đi anh hả? Oppo gặp thì đây. Mấy con này thì kiểu hàng line new. Máy mới đang còn bán nha mọi người. Hôm bữa về được 3 con. Mà em bán hết 3 con trong 1 ngày. Hôm nay về được tiếp được 2 em. Máy mới đang bán là 22.900. Còn bây giờ bán line new đẹp như mới nha. 9.850. Phụ kiện chưa xài, ốp lưng chưa xài. Đây. Đó, cốc sạc. Đây là ốp lưng nè. Ốp lưng nè, không? Là dây sạc. Có cọc không? Dạ nếu mà ở tỉnh là có cọc nha. Đó. Đây là máy nè. Cái này nó cái màn hình trước mới đẹp lắm.
đây mọi người. Máy mới đang bán là 22.990.000, mọi người lên check đi. Còn con này là line new, đẹp như mới. Có được hai em thôi, còn hai em cuối cùng thôi. Đẹp như mới, phụ kiện chưa xài. 9.850.000. Anh Huy lên xem là nhân viên check tin nhắn Zalo đi, hỏi mua mấy rẻ từ sáng giờ chưa. Giọng khó nghe lắm mà mất khách nữa chán thuốc. Anh Huy hả? Anh mua cái gì? Anh nhắn tin là giùm em đi lấy hồng check cho. Lấy hồng check cho. Đó, em còn đúng hai em thôi. Đây là còn đúng hai em thôi. Mấy mới đang bán là 22.900 á. 22.900. Oppo Find 3 clip nha. Đó, hai hộp. Hai hộp đều là màu đen hết. À, chốt một hai con mắt màu đen nha Huy. Anh cọc 5k. Ok anh ơi. 13 Pro 256 ghi 9899 13.200.000. À quên nữa, em giờ em đang tuyển nhân viên là bên tiệm xe mọi người. Hai bạn nha, hai bạn bán hàng. Công việc cũng dễ lắm rồi, tại tiệm xe cũng không có nhiều khách đâu. Thứ nhất là sẽ là chắc về mạng xã hội là nhiều. Thứ nhất là quay clip là không biết thì em sẽ hỗ trợ chị chứ. Cái đó dễ lắm. Tiệm xe là bán hàng từ 18 cho đến 30 tuổi nha. Đó. 18 đến 30 tuổi, công việc đó là bán hàng và livestream. Livestream xe và đang làm clip. Nó dễ lắm rồi. Bán hàng lâu lâu mới có khách bán. Lâu lâu mới có khách bán hơn. Đó, có gì mọi người nhắn tin giùm em. Mà bốn con mắt góp đưa trước giùm em 500 mà được. Mà bốn con mắt là 17.888.000 chủ nhật về ngày mai đó mọi người. Ok nha, bây giờ xuống live mọi người ơi. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi nói chuyện của em. Bên em bán là có Huawei đời mới, tất cả các dòng máy, Oppo, Realme, Samsung, Sony, LG. Máy đốm là lỗi sọc bởi nát hư hết rồi. Đó. Ship có toàn quốc thì cho mọi người kiểm tra hàng trước tính toán nha. Cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi nói chuyện của em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye.